Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Duyên, chuyên gia về da liễu thẩm mỹ. Gần đây thì có nhiều bạn nhắn tin cho mình và cầu cứu về vấn đề là da của các bạn thì rất là nhạy cảm và do sau khi sử dụng kem trắng da. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm cái video này nói về các cái sản phẩm mà các cái mỹ phẩm mà làm trắng da chữa cái corticoid. Tại vì những cái sản phẩm trắng da thì phần lớn nó sẽ chữa corticoid rất là nhiều. Thì bình thường á, thì tác dụng của corticoid là gì? Bình thường cái tác dụng của corticoid thì nó là một cái thuốc kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Thì người ta sử dụng nó để điều trị các cái sốc phản vệ này, dị ứng này, nổi mề đay, rồi các bệnh chàm ngoài da và viêm một số chỗ như là viêm họng hay là viêm xương khớp, người ta sử dụng corticoid. Ở trong y khoa thì corticoid nó như là một cái loại thần dược, người ta coi nó như là một thần dược tại vì tác dụng của nó rất là tốt. Tuy nhiên nó cũng là một cái con dao hai lưỡi mà lưỡi nào cũng sắc, tại vì tác dụng chính của nó rất là tốt và tác dụng phụ của nó thì cũng không kém. Một trong những cái tác dụng phụ của corticoid ấy, chính là ức chế cái tế bào sắc tố thì nó sẽ làm cho trắng da. Các bạn nhớ nhá, cái tác dụng trắng da chỉ là cái tác dụng phụ của corticoid thôi chứ nó không phải là tác dụng chính. Nếu mà sử dụng cả những cái mỹ phẩm mà chữa corticoid trong thời gian dài ấy, thì nó sẽ bắt đầu có cái tác dụng. Thứ nhất là nếu mà sử dụng dưới 2 tháng, các bạn nhé, nếu mà sử dụng dưới 2 tháng thì da của chúng ta bắt đầu sẽ đẹp, hồng hào và nhìn rất là mịn, nhìn trắng mịn. Thời gian đầu mới sử dụng đó, thì nếu mà trong thời gian dưới 2 tháng này chúng ta đẹp, chúng ta hồng hào, chúng ta mịn rồi mà chúng ta bắt đầu ngưng sản phẩm ở trong cái thời gian đó thì da bắt đầu nó sẽ hơi sần sùi và nó nổi những cái mụn nước li ti hoặc là nó sẽ ngứa, hơi ngứa, một số ngứa nhẹ, ngứa râm ran, ngứa nhẹ. Thì nếu mà đấy là dưới 2 tháng, còn nếu mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm đó trên 3 tháng thì có thể trên 6 tháng, trên 1 năm hay trên 2 năm thì bắt đầu xuất hiện những cái triệu chứng là beo da này, giãn mạch này, bắt đầu nổi mụn rất là nhiều, nổi mụn trứng cá đỏ này, rồi nám xuất hiện và nám xuất hiện ồ ạt. Thì những cái triệu chứng này á thì nó chỉ xuất hiện tùy theo từng người, tại vì nếu mà những người mà da mà mỏng á thì những cái triệu chứng này xuất hiện sớm hơn, còn nếu mà những người da dày á thì những cái triệu chứng này nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Thì nếu trong thời gian này mà nó chúng ta ngưng cái sản phẩm này lại thì cái tác dụng phụ của nó lại ồ ạt hơn nữa, thì nhìn nó sẽ nổi mụn cực kỳ nhiều và nám ồ ạt xuất hiện. Do đó là chúng ta không có ngưng những cái sản phẩm này trong thời gian này nhá. Vậy lúc đấy chúng ta sẽ tìm cái hướng điều trị. Theo các bạn giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Vì khi mà da đã sử dụng corticoid rồi ấy, thì da rất là yếu, rất là mỏng. Mà lúc đó chúng ta sử dụng cái sản phẩm gì trên da cũng không được hết vì nó sẽ gây kích ứng. Và đặc biệt lại càng không được sử dụng những cái phương pháp như là laser, như là lăn kim, peel da hay lột da ở trong thời điểm này, tại vì da nó rất là mỏng và rất là yếu rồi thì chúng ta không thể sử dụng được các cái sản phẩm hay là các cái tác động nào ở trên da được hết nữa. Mà lúc đấy thì chúng ta phải tập trung làm gì? Tập trung làm cho da dày lên và làm cho da khỏe lên. Và làm cho da khỏe lên bằng cách nào? Thì cái video tiếp theo sau cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điều trị da nhiễm corticoid nhé. Hãy theo dõi cái video ở đằng sau nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.